Hạnh phúc, cái cảm giác được hạnh phúc trong ngày lệ thuộc vào việc bạn bạn gì ạ? Bạn lan truyền cái văn hóa tôn vinh nhau, khen thưởng nhau, hỗ trợ tích cực, truyền cảm hứng, rồi thúc đẩy nhau ở trong chính gia đình bạn, trong chính nơi làm việc của bạn, trong chính môi trường của bạn. Thì đấy chính là gì? Hạnh phúc. Và khi bạn cộng hạnh phúc, cộng sung sướng, cộng công bằng, cộng cái môi trường xung quanh tuyệt vời, bạn cộng bốn thứ lại với nhau, bạn có một cái kết quả. Kết quả đấy người ta gọi là chỉ số hạnh phúc của bạn. Thế thì ngày hôm nay chỉ số hạnh phúc của mỗi con người lệ thuộc vào chính bạn đấy, không lệ thuộc vào ai khác. Vào chính bạn và những người thân xung quanh, gồm cả những người đồng nghiệp của bạn. Hãy chọn bạn mà chơi, hãy chọn môi trường mà làm, hãy lan truyền những cái sự sung sướng, hạnh phúc, công bằng ở môi trường trong chính gia đình của bạn. Bởi vậy, gia đình có được hạnh phúc hay không? Cái ngôi trường, trường học của bạn có hạnh phúc hay không? Ở nơi làm việc của bạn có hạnh phúc hay không? Lệ thuộc vào chính sự lan truyền của bạn và sự hiểu của bạn về sung sướng, hạnh phúc, công bằng và môi trường của bạn. Bây giờ người ta đang phát động này, ở trường học hạnh phúc, rồi công ty hạnh phúc, rồi gia đình hạnh phúc, rồi công dân hạnh phúc. Để có được hạnh phúc, bạn hãy phát động hàng ngày cười thật nhiều, tìm được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, tìm được nhiều cảm xúc để bạn cảm thấy hạnh phúc với những người xung quanh. Bạn tìm đến sự công bằng và bạn tìm đấy và có trách nhiệm với môi trường. Chính vì vậy, bạn đã đang tạo ra một tác nhân thực sự rất hạnh phúc cho một đất nước hạnh phúc, cho một quốc gia hạnh phúc, cho một công ty, một môi trường và một gia đình và một công dân hạnh phúc.